Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Mỹ sẽ phải trả giá cho các cuộc tấn công của Biden và Putin. Theo The National Interest, kính mời quý vị cùng theo dõi. Những bình luận của Tổng thống Mỹ đã gây ra một cơn bão phẫn nộ ở Nga. Nga đã triệu hồi đại sứ của mình tại Hoa Kỳ. Ngay sau những bình luận của tổng thống Joe Biden về tổng thống Nga Putin. Ông Joe Biden đã có một cuộc phỏng vấn toàn diện vào đầu tuần này với hãng ABC News. Cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề an ninh quốc gia và cụ thể là báo cáo gần đây của văn phòng giám đốc tình báo quốc gia cho rằng ông Putin đã cho phép có các hoạt động và tác động đến cuộc bầu cử năm 2020 trong đó ủng hộ donald trump biden nói rằng putin sẽ phải trả giá và nói thêm rằng ông đã nói với putin trong cuộc thảo luận trước đó là chuẩn bị sẵn sàng cho những hậu quả nếu cáo buộc can thiệp bầu cử mỹ của nga được xác minh phóng viên này tiếp tục điều khiển cuộc thảo luận theo hướng cá nhân ông đã nói rằng ông biết ông ấy là người không có linh hồn Biden đáp lời bằng cách kể lại giai thoại cũ về cuộc gặp trước đó của ông với Putin. Tôi đã nói điều đó với ông ấy. Vâng, tôi đã nói. Tôi đã nhìn vào mắt ông ấy và tôi không nghĩ rằng ông ấy có linh hồn. Và ông ấy đã nhìn lại và ông ấy nói, chúng ta hiểu nhau. Chưa hoàn toàn hài lòng, phóng viên này đã nhấn mạnh quan điểm. Vậy là ông biết Vladimir Putin, ông có nghĩ ông ta là một kẻ giết người không một lần nữa biden đáp lại à ừ tôi nghĩ vậy ông nói rồi nhắc lại rằng putin sẽ phải trả giá cho những hành động ác tâm của mình nhưng cũng lưu ý rằng hoa kỳ và nga nên có thể hợp tác với nhau trong các lĩnh vực cùng có lợi vào ngày hôm sau sau bài phát biểu của biden phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria zakharova đã thông báo rằng điện kremlin đã triệu hồi đại sứ nga tại hoa kỳ và antono đã được triệu tập tới nga để tham vấn bằng phân tích những việc cần làm trong bối cảnh quan hệ với hoa kỳ bà nói bình luận của biden không được trích dẫn rõ ràng cho lý do antono bị triệu hồi nhưng thời điểm là không thể nhầm lẫn putin đã trả lời bình luận của biden trong một lần xuất hiện trên truyền hình nga vào cuối tuần đó như ông ấy tức là biden đã nói chúng tôi biết nhau theo tính chất cá nhân nếu tôi trả lời ông ấy như thế nào tôi sẽ nói được tốt tôi chúc bạn sức khỏe tốt ông putin nói tôi nói điều đó và không hề mỉa mai và không phải là một trò đùa bình luận của tổng thống mỹ đã gây ra một cơn bão phẫn nộ ở nga phó phát ngôn viên của thượng viện nga đã viết rằng về tổng thể tuyên bố của biden gửi tới bất kỳ kỳ vọng nào với chính sách mới của chính quyền hoa kỳ đối với nga chính trị nga người andrei turak đã nói rằng những bình luận của biden tiếng hân hoan của sự điên rồ chính trị của hoa kỳ và chứng mất trí nhớ do tuổi tác của nhà lãnh đạo của nó đây là một mức độ hung hăng cực độ sinh ra từ sự bất lực tuyên bố thô thiển và vô liêm sỉ này là một thách thức đối với toàn bộ đất nước của chúng ta. Chủ tịch Duma Quốc gia đã đặt ra một vấn đề chưa từng có trong các bình luận của Biden. Mỹ có các nhà lãnh đạo khác nhau, nhiều người trong số họ không thích Nga, nhưng họ đều cư xử có trách nhiệm. Tuyên bố hôm nay của Biden đứng ngoài phạm vi của lẽ thường. Nhà lãnh đạo của một quốc gia tự coi mình là một vật chứa các nguyên tắc dân chủ và đạo đức thì không thể hành xử theo cách này ông vododin nói thêm trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng những bình luận của biden là một sự xúc phạm đối với công dân của chúng tôi những người đã bầu và ủng hộ tổng thống của họ ở moscow có sự đồng tình rộng rãi rằng nga phải trả đũa bằng cách nào đó để chống lại washington sau những bình luận của biden nhưng không có sự đồng thuận nào về một phía để phản ứng chính sách cụ thể một số nhà bình luận Nga đã đưa ra ý tưởng tạm thời đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân New Start mới được gia hạn gần đây như một biện pháp trừng phạt. Không có dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin vốn đã ủng hộ việc gia hạn hiệp ước đang ủ ấp một hành động quyết liệt như vậy. Ignor Kotochenko, một thành viên của hội đồng cố vấn công cộng của Bộ Quốc phòng, khuyến nghị tăng cường một số gián điệp thường trú của Nga tại Hoa Kỳ. Những người khác đã gợi ý một cách tổng quát hơn rằng Điện Kremlin nên giảm bớt sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Hoa Kỳ trên nhiều mặt trận kinh tế, quân sự và chính trị. Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra phản ứng chính sách chính thức. Không rõ vào thời điểm viết bài này, thì các cuộc tham vấn mở rộng của Antonio Masco có thể tiếp nối với bất kỳ sáng kiến nào của Nga để sửa đổi và có thể thu hẹp quy mô mối quan hệ ngoại giao chính thức giữa mỹ và nga hay không tuy nhiên putin đã thực hiện một bước đi không chính thống là mời biden tham gia vào một cuộc thảo luận trực tiếp tôi mới nghĩ đến điều này ngay bây giờ ông ta nói với một phóng viên vào đầu tuần này tôi muốn mời tổng thống biden tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi nhưng với điều kiện là chúng tôi phải làm việc đó thực sự nhưng không được chậm trễ trực tiếp trong một cuộc thảo luận cởi mở trực tiếp Ông Biden không đề xuất chương trình nghị sự cũng như hình thức cụ thể cho các cuộc đàm phán trong tương lai này. Nhưng lưu ý rằng, cuộc thảo luận giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới là thú vị đối với người dân Nga và người dân Hoa Kỳ. Thư ký báo chí của Nhà Trắng, Jen Psaki, đã tỏ ra ngần ngại khi được hỏi về Putin đề nghị cuộc thảo luận với Tổng thống Biden. Tôi không có bất cứ điều gì để thông báo với các bạn về một cuộc họp trong tương lai, Pasky nói: "Tôi sẽ phải liên hệ lại với bạn nếu đó là điều mà chúng tôi đang tính đến." Tôi sẽ nói rằng tổng thống đã có cuộc trò chuyện đối với tổng thống Putin." Bà nói thêm. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu nói rằng, lời đề nghị của Putin là một nỗ lực để duy trì mối quan hệ song phương. Thật vô lý khi có một cuộc nói chuyện để duy trì mối quan hệ Nga-Mỹ." Ông nói thêm rằng hình thức trực tiếp công khai sẽ giúp xoa dịu căng thẳng vì các từ ngữ của ông biden đúng là chưa từng có nên không thể loại trừ các dạng thức chưa từng có tổng thống putin đã đề nghị thảo luận tình hình một cách cởi mở và nó sẽ rất thú vị cho người dân cả hai nước kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung mỹ sẽ phải trả giá cho các cuộc tấn công của biden và putin theo the national interest đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau